Dạ, kính chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của đường phố Sài Gòn. Dạ, bây giờ là 15 giờ 4 phút buổi chiều ngày thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024. Dạ, em đang có mặt ở thành phố Thủ Đức. Dạ, đầu video clip xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều may mắn, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm thấy thư giãn và có thông tin khi xem clip của đường phố Sài Gòn. Dạ, trong buổi sáng ngày hôm nay đọc báo thì có một cái thông tin này nó liên quan đến bất động sản ở Việt Nam, nó cũng khá là nóng. Đọc cho mọi người nghe ha. Dạ, báo Thanh Niên đăng một bài báo vào lúc 4 giờ 14 phút buổi sáng ngày hôm nay, ngày 24 tháng 6, có nghĩa là đăng vào rạng sáng luôn, trời chưa sáng mà báo đã lên bài rồi. Bài báo được đăng với nội dung như sau: bỗng dưng bị ngân hàng siết nhà nè, vụ hàng trăm chủ căn hộ ở chung cư Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh sắp bị ngân hàng buộc bàn giao tài sản đã mua do chủ đầu tư mang đi thế chấp không phải là trường hợp cá biệt. Tại thành phố Hồ Chí Minh có hàng chục dự án bị chủ đầu tư mang đi cầm cố thế chấp, khiến cư dân có nguy cơ mất nhà. Như Thanh Niên đã phản ánh, cư dân sống trong 214 căn hộ tại chung cư Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông báo từ ngân hàng Việt Á chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ thu hồi tài sản để xử lý thu hồi nợ vay của chủ đầu tư dự án là công ty 585 theo thỏa thuận đã ký trong hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các quy định của pháp luật. Theo ngân hàng Việt Á, hiện nay khoản nợ vay của công ty 585 đã quá hạn, vi phạm các điều khoản của hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp đã ký kết. Ngân hàng sẽ khởi kiện công ty 585 tại tòa án các cấp có thẩm quyền để yêu cầu xử lý phát mãi tài sản thế chấp là 214 căn hộ. Bỗng dưng mất nhà không phải là nguy cơ hiếm gặp đối với các chủ nhà lỡ mua căn hộ bị chủ đầu tư mang đi cầm cố. Chung cư Linh Đông ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ điển hình. Chị Thùy Vân, khách mua căn hộ tại dự án này cho biết: khi mua căn hộ này, tôi đã cầm cố tại một ngân hàng để vay tiền mua nhà. Sau đó mới biết chủ đầu tư cũng đã mang dự án đi thế chấp ở ngân hàng khác, nghĩa là căn hộ của tôi đã được mang thế chấp tới 2 lần. Các căn hộ khác cùng dự án cũng rơi vào tình trạng tương tự. Chủ đầu tư đang nằm trong nhóm nợ xấu, ngân hàng cũng đã có thông báo phát mãi tài sản để đấu thầu. Chúng tôi rất lo lắng vì không biết căn hộ của mình có nằm trong diện bị ngân hàng phát mãi hay không. Không những vậy, tiền quỹ bảo trì căn hộ 2% chủ đầu tư cũng đã chiếm dụng nhiều năm qua. Chung cư mấy năm nay xuống cấp dữ lắm mà tới giờ chưa được sơn chống thấm mặt ngoài lần nào, nhưng không có tiền để sửa chữa vì quỹ bảo trì đã bị chiếm dụng. Báo cáo kết quả giám sát công tác cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa qua cho thấy, hiện trên địa bàn thành phố có 60 dự án nhà ở mà chủ đầu tư thế chấp ngân hàng và chưa xóa thế chấp nên chưa được cấp giấy chứng nhận, cho dù người mua nhà trong đó nhiều dự án đăng ký thế chấp với thời gian dài. Cụ thể, trong 60 dự án thì có 41 dự án thế chấp từ năm 2016 đến năm 2023. Những dự án đã đưa vào sử dụng và bàn giao cho người mua nhà như chung cư Bảy Hiền ở quận Tân Bình thế chấp ngân hàng từ năm 2008, chung cư Minh Thành ở quận 7 thế chấp năm 2010, chung cư Phú Thạnh, Tân Phú thế chấp từ năm 2010, chung cư Tân Hồng Ngọc, Tân Phú thế chấp từ năm 2010, chung cư Khang Gia Tân Hương, quận Tân Phú thế chấp năm 2011, chung cư Avila, quận 8 thế chấp năm 2016, dự án Dream Home Luxury ở quận Gò Vấp thế chấp ngân hàng từ năm 2015,
khu dân cư Phú Hữu, thành phố Thủ Đức thế chấp từ năm 2005. Điều này có nghĩa là không chỉ khách hàng mua chung cư Phú Thạnh ở quận Tân Phú có nguy cơ mất nhà do chủ đầu tư nợ xấu, mà hàng ngàn cư dân ở các dự án khác tại thành phố Hồ Chí Minh cũng lâm vào tình trạng tương tự, có dấu hiệu lừa đảo. Theo luật sư Trần Minh Cường, giám đốc điều hành công ty luật TMC Lawyer, luật nhà ở có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, những quy định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở được thế chấp dự án hoặc nhà ở xây dựng trong dự án tại tổ chức tín dụng để vay vốn cho việc đầu tư dự án. Ngoài ra, luật kinh doanh bất động sản 2014 cũng quy định chủ đầu tư muốn bán nhà hình thành trong tương lai phải có ngân hàng bảo lãnh, mà muốn ngân hàng bảo lãnh thì yêu cầu phải có tài sản thế chấp. Tuy nhiên, nếu chủ đầu tư đã thế chấp nhà ở nhưng có nhu cầu huy động vốn góp để phân chia hoặc có nhu cầu bán cho thuê mua nhà ở đó thì phải giải chấp nhà này trước khi ký hợp đồng huy động vốn, hợp đồng mua bán thuê mua nhà với khách hàng, trừ trường hợp được bên góp vốn, bên mua bên thuê nhà ở và bên nhận thế chấp đồng ý. Có nghĩa là nếu mà đã thế chấp mà có nhu cầu huy động vốn để phân chia hoặc có nhu cầu bán cho thuê cái căn đó thì phải giải chấp trước khi cái hợp đồng huy động vốn, hợp đồng mua bán với khách. Đồng thời, sau khi bàn giao nhà cho người mua nhà, không quá 60 ngày chủ đầu tư phải bàn giao sổ hồng căn nhà cho khách hàng. Tuy nhiên, đến nay nhiều dự án sau hàng chục năm chủ đầu tư vẫn cầm cố tại ngân hàng, không chịu giải chấp để làm sổ hồng cho người mua nhà. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh chỉ rõ, theo quy định hiện hành, trước khi ký hợp đồng doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án phải làm thủ tục rút bớt tài sản đảm bảo là nhà ở hình thành trong tương lai, và doanh nghiệp không được phép chuyển nhượng, cầm cố tài sản hình thành trong tương lai cho bất cứ tổ chức tín dụng nào nếu không có sự đồng ý của người mua nhà. Nếu chủ đầu tư không tiến hành giải chấp trước khi bán nhà cho người tiêu dùng hay khách mua nhà thì đây là hành vi sai phạm và cơ quan quản lý sẽ xử phạt doanh nghiệp này. Nếu chủ đầu tư không tiến hành giải chấp trước khi bán nhà cho người tiêu dùng, có nghĩa là muốn bán nhà cho người ta là phải giải chấp ra, không được bán căn nhà đang cho vay, đang cầm cố, chung quy lại là như vậy. Đối với trường hợp sắp bị phát mãi căn hộ đã bán, luật sư Nguyễn Văn Hậu khẳng định tài sản đã cầm cố mà vẫn mang đi bán cho người dân là có dấu hiệu lừa đảo. Các hộ dân cần phải rà soát kỹ hợp đồng mua bán và các văn bản thỏa thuận khác nếu có đã ký hợp đồng với chủ đầu tư để xem xét tính pháp lý hợp đồng đã ký của mình, đồng thời xác định trách nhiệm của các bên liên quan, chủ đầu tư, ngân hàng. Trong trường hợp này, rõ ràng chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm với các cư dân trong việc đảm bảo quyền sở hữu căn hộ của cư dân theo hợp đồng mua bán căn hộ đã ký. Tùy theo thỏa thuận các bên đã ký mà cư dân có thể tham gia trong vụ kiện với ngân hàng với tư cách người liên quan, hoặc người dân có thể khởi kiện chủ đầu tư ra tòa án để giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích của mình. Trên cơ sở các hồ sơ pháp lý vụ việc, trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì có thể tố cáo đến cơ quan công an về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Trước tình trạng hiện nay có hàng chục dự án nằm trong diện đã bán cho cư dân nhưng chủ đầu tư đã mang đi thế chấp, không thể loại bỏ trách nhiệm của ngân hàng. Ngân hàng phải có trách nhiệm kiểm tra xác minh dự án bất động sản đó có đủ điều kiện thế chấp hay không. Họ hoàn toàn có quyền thẩm tra từ các văn phòng đăng ký đất đai hoặc các văn phòng công chứng. Còn đối với trường hợp sắp bị ngân hàng thu hồi tài sản đã mua, người dân chỉ còn cách khởi kiện để đòi lại quyền chính đáng cho mình, không còn cách nào khác. Ok, tóm lại là kiện hết, tất cả đều là kiện. Rồi, em vừa đọc xong cho cô chú chị và các bạn nghe một bài báo cũng khá là dài ha, khá là dài, và nói về cái thực trạng là nhà ở hiện nay đang bị tranh chấp giữa ngân hàng và cư dân. Cư dân thì mua nhà rồi nhưng mà chủ đầu tư thì không đưa sổ, tại vì cái dự án đó đã bị thế chấp cho ngân hàng rồi, dự án đó bị nợ xấu nên bây giờ ngân hàng bắt đầu
siết cái tài sản đó thì sẽ đuổi các cư dân ra ngoài để lấy nhà đó. Tình hình nó éo le ở chỗ đó. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đi một vòng, đi tham quan đường phố cũng như là coi mấy cái dự án chung cư. Hiện nay ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì có rất nhiều các dự án chung cư, có chung cư đang có người ở và có cả chung cư đang bỏ hoang. Và đây là khu An Phú, An Khánh thì cũng có 5-6 lốc chung cư rồi, rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ ra mình đi coi những cái chung cư khác, qua khu New City, khu Bình Khánh, khu Novaland để xem các dự án chung cư đang bị bỏ hoang cũng có nhiều lắm. Rồi, chúng ta đang ở khu này là khu nhà giàu An Phú, An Khánh. Khu này biệt thự thì khoảng 200 triệu một mét vuông. Đó là giá cập nhật cho cô chú anh chị và các bạn được biết. Biệt thự ở đây là 200 triệu một mét vuông nha cô chú anh chị. Còn trước mặt chúng ta cũng là một trong những chung cư khá lâu đời ở đây. Khu chung cư An Lộc. Chung cư này thì xây cũng khá lâu rồi và cũng có dấu hiệu xuống cấp. Đây, khu chung cư An Lộc, chung cư này cũng cũ à. Có nhiều người ở đây. Ồ, có cái xe cổ quá, cái xe cổ đang để không nè. Rồi. Đây là trường Thủ Thiêm. Đường này là đường Vũ Tông Phan. Rồi chạy qua bên khu Bình Khánh New City, quay cho quý vị xem ha. Hiện nay ngoài cái chung cư vừa bị lên báo thì còn nhiều chung cư khác cũng đang trong cái tình trạng đó là đang bị thế chấp và chưa phát sổ được cho người dân. Thì nếu mà chủ đầu tư không có tiền trả nợ, không có giải chấp được những cái căn hộ đó để làm sổ cho người dân, khi mà nợ nó biến thành nợ xấu thì nguy cơ là ngân hàng sẽ siết cái tài sản thế chấp và sẽ có cái sự tranh chấp xảy ra giữa ngân hàng và bên cư dân đang ở, lúc đó tình hình nó mới căng. Có căn hộ mà bị thế chấp đến 2 lần luôn mà không kiểm tra được. Một lần thì chủ đầu tư thế chấp cho bên một ngân hàng, lần thứ hai thì khách người ta vô mua. Khách người ta mua thì người ta cũng không có tiền, người ta cũng thể vay ngân hàng để mua cái căn nhà đó đi ở, thì cũng phải thế chấp chính cái căn nhà đó. Tính ra là căn nhà bị thế chấp đến 2 lần mà không rà soát được. Vậy thì khi xảy ra tranh chấp thì sao? Cái này nó liên quan đến một phần thẩm định ha. Khi mà cho vay thì phải thẩm định là cái dự án này nó có đủ điều kiện để cho vay hay không. Tại hồi nãy em đọc là nó có cái điều khoản là muốn bán cho một bên khác thì chủ đầu tư phải giải chấp cái căn nhà tài sản đó ra thì mới bắt đầu bán cho người mua được. Còn nhà đang thế chấp mà vẫn bán là có dấu hiệu lừa đảo, chiếm dụng tiền.
vừa chiếm dụng tiền ngân hàng, vừa chiếm dụng tiền của người mua. Đây, giờ mình qua bên khu Bình Khánh đi. Khu Bình Khánh này thì hàng loạt những căn chung cư bỏ hoang luôn, không có người ở luôn. Bên trái có mấy dự án xây dựng là cũng đang bị sai phép hay gì đó là không có xây nữa, buộc phải tạm dừng. Đây mình đang ở khu Bình Khánh nè quý chị. Đây khu Bình Khánh. Nhà này đang bỏ hoang, không ai ở đó. Đang để không. Quá trời mấy căn chung cư đang bỏ không. Ở dưới là những cái hàng quán người ta ngồi, người ta bán. Đó, nhà bỏ hoang nè. Ở trong bảo vệ ngồi, security. Đây có cái trường học. Đó, nhà bỏ hoang chị. Ở cái shop house bỏ hoang làm bãi đầu xe. Bảo vệ đi vòng vòng coi an ninh. Đó. Nhà đang bỏ hoang nhiều lắm, rào lại hết rồi. Đó, rào lại hết rồi, đâu đi được, chừa cái lộ nhỏ xíu à, để người dân người ta đi qua lại thôi. Đây có bạn này đã tập lái xe hay gì đó. Nhà bỏ hoang, khuôn viên đẹp lắm nha, có mấy cái sân vườn rồi đẹp lắm. Căn shop house rồi bỏ hoang quá trời. Ở đây có cánh đồng lúa cũng đẹp. Ở đây có cánh đồng lúa cũng đẹp. Vô mùa mưa cái lúa với lại cỏ nó lên nhanh lắm, mấy cái bông cỏ rồi nó trắng trắng. Chiều thấy mấy bạn trẻ ra đứng chụp hình. Ồ, đây có cái mái nhà đẹp quá. Rồi mình qua bên kia, đi về hướng chung cư của Novaland. Chui xuống gầm cầu đi. Đây có cái gầm cầu. Gầm cầu này để chạy ra khu Mai Chí Thọ. Đường Mai Chí Thọ đứt trống nhiều lắm.
gì đây, nấm rơm 70.000 một ký. Rơm chung cư The Sun Avenue của Novaland. Ở đây có 8 lóc chung cư. Ở đây có 8 lóc chung cư. Cái này cái gì đây? Mì Thái chấm chín ngọt, mì Thái quả ấu, ấu Đồng Tháp. Rồi quẹo vô trong đây khu chung cư The Sun Avenue. Oh, xe mì gõ nó bán quá trời mì luôn, rửa 20-30 cái tô luôn. Đây có cái cây xăng nè, ai muốn đổ xăng này cho đây ha. Đây 8 lóc chung cư của Novaland, The Sun Avenue. Chung cư bên đây thì cao cấp rồi, nhưng mà tình hình tài chính của Novaland là cũng đang rất là nan giải. Bên đây khu biệt thự nè, qua đây là khu biệt thự nè. Giá nhà ở đây cũng cao lắm á. Trước mặt chúng ta là một khu bờ sông, bờ sông rất là mát. Có cái nhà ở đây rất ok luôn. Đây là đường Thư Văn Nhiếp, đường Thư Văn Nhiếp ở bên quận 2 cũ. Đây cái dầm cầu, ta đã làm cái cầu ở đây.
bún mắm. Ồ cái đường xấu á, những cái đường mà đào lên xong rồi lắp lại mà lắp ẩu á, lắp bị thiếu đất á là nó bị lõm xuống, xe chạy qua là rất là dễ hư xe. Ở trong đây có cái công ty của Quyền Linh, công ty bán những cái thiết bị vệ sinh nhà cửa của Nam MC Quyền Linh. Đây có quán dưa quay dẹp rồi, mặt bằng đẹp quá nhưng mà chịu không nổi dẹp. Ở đây đường Nguyễn Thị Định ra nút giao An Phú. Đây khi mà chúng ta là nút giao An Phú đi cao tốc, về phải là đi cao tốc, về trái là về về Lương Đình Của. Chỗ này dướng đèn đỏ 75 giây, quá lâu rồi. Vậy đèn đỏ 75 giây của anh chị biết dừng là nó có bị tắt nguồn hay không. Đi chờ cái đèn khá lâu đó chị. Đây đúng giờ An Phú nè, đó đang thi công làm bóng năm hầm rồi. Đây đường Lương Đình Của. Lương Đình Của này đang trong công tác mở rộng, chưa xong.
giờ đến đây xin phép kết thúc video clip ở đây. Cảm ơn cô chú chị và các bạn rất là nhiều đã đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay. Chúc mọi người bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và cảm thấy thư giãn khi xem clip của đường phố Sài Gòn. Mọi người yêu thương bấm like video clip, bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Em xin phép đi chân trọng kính chào.